giao máy tại ruộng ra đồng gặt luôn. Cho vào Tuyên Quang giao máy và hướng dẫn vận hành máy gặt lúa mini TL 1.5 Sky cho anh Thêm ở Văn Chấn, Yên Bái. Anh Thêm đã xuống cửa hàng và xem máy trực tiếp. Sau khi nghiên cứu lựa chọn trong rất nhiều sản phẩm thì mẫu máy gặt TL 1.5 Sky đã đáp ứng được tất cả các yêu cầu của anh đang mong muốn. Động cơ mạnh mẽ 25 HP, hàm cắt 1m3, bản xích chữ A, đi lầy lúng được 50-60 cm, năng suất gặt 1.600-1.800 m2/giờ. Đồ đạc phụ kiện thay thế thì đầy đủ. Các bác tại Văn Bàn, Lào Cai nếu có nhu cầu gặt máy hãy liên hệ với anh Thêm nhé. Để máy được bền hơn thì mọi người nên lưu ý bảo dưỡng cái động cơ giúp em. Cái nhớt động cơ nên sử dụng loại nhớt là 20W50. Thay nhớt động cơ ngay 2 giờ sau khi chạy máy lần đầu tiên. Và mỗi lần thay tháo hết nhớt cũ vào thay 1,8 lít nhớt mới. Khi mà mình thay thì mình nên vệ sinh cốc lọc nhớt và lọc dầu luôn. Và cái bầu lọc gió thì nên vệ sinh thường xuyên là 1 tuần 1 lần. Dầu động cơ, cái nhớt động cơ thì khoảng 60 tiếng thì thay 1 lần. Mọi người lưu ý là cái bình ắc quy thì nó phải khỏe, đủ điện áp để dứt khoát cho củ đề lao vào bánh đà để khởi động máy. Nó sẽ bền hơn. Và khi làm việc thì nên kiểm tra siết chặt đầu dây ở bình ắc quy, ổ khóa và dây nối củ đề. Nếu như mà thấy có hiện tượng khói trắng hoặc khói đen ấy, thì cần gắt máy ngay, kiểm tra dầu diesel có bị bẩn không, có thiếu nhớt trong máy hoặc là kim phun có thể bị tắc. Đấy là một vài cái lưu ý mà em chia sẻ với mọi người để sử dụng máy sẽ bền hơn và hiệu quả hơn. Xin mời mọi người tiếp tục theo dõi cách máy vận hành thực tế tại đồng. Và mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại 0971588456.